Thư sẽ ngồi vị trí là hội đồng bình luận. Bản thân Thư sẽ đưa ra những cái ý kiến đóng góp và những cái kinh nghiệm mà cái mùa trước Thư Cười Xuyên Diện với Bạn Nghệ Sĩ Thư đã tham gia. Chắc chắn sẽ có những bất ngờ, chắc chắn sẽ có những thú vị. Không chỉ là cười mà mỗi một tiểu phẩm mà các bạn mang lại nó có tính giáo dục. Và qua đó thì những cái thông điệp truyền đi với mọi người nó cũng được mọi người chú ý hơn. Và đến với chương trình Cười Xuyên Việt mùa này thì chúng ta không phải là thi những cá nhân nữa mà đó là thi nhóm. Tôi chẳng hy vọng là tất cả các nhóm đến với cuộc thi này cũng sẽ bộc lộ hết được khả năng của mình và được quý vị khán giả. Phát sóng lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2016 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 11 giờ 45 phút thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.